Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm. Đáng lý ra là Khánh đã up cái clip này từ hôm Tết rồi. Nhưng mà lý do là cũng lu bu chụp. Vì Khánh up mấy clip tới trước, lên trước. Và hôm nay thì Khánh sẽ up cái clip này lên sau để cho ông bà cô chú biết là cái ngày xin chào ông bà cô chú chị em và các bạn thân yêu. Sáng nay là sáng ngày 29 Tết thì Khánh mới vừa xuống tới chợ Dòng Văn, là chợ ăn hới, chợ mà thường thường anh Tân anh hay bán đậu hũ á. Rồi hôm nay Khánh cũng chưa mua một số thứ cho nên là bữa nay ngày cuối cùng thì sẵn tiện Khánh mua luôn. Chợ này thì thường thường thì bán rẻ, bán cũng giá cũng rẻ hơn ở mấy chợ ở trên Khánh một chút xíu, mà chủ yếu là xuống đây để quay khung cảnh bà con đi chợ, bà con nhóm chợ trong cái ngày cuối cùng tấp nập vô nhộn nhịp như thế nào. Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng theo dõi nha. Đó, sau lưng Khánh là mấy cô đang mua bông nhãn thọ. Mấy cô này trồng ở nhà vườn nè, đem tới quá chừng luôn. Vô đây nè, vô đây nè tiền. Mỗi bông này là bông bông chưng. Ông chân mấy cô mua. Nó mua ở đâu à? Khánh cũng chưa có mua luôn á. Mua bên kè. Đây. Nè nè, của tao chục nè. Được có bụi đó tao. Của tao. Bụi đỏ vậy á. Dạ con có bụi đỏ thôi à. Ơi, con này cô bán đắt quá chừng luôn. Dạ con có bụi này nè. Cái này mà lấy ra chút nó bỏ ra vàng không nè. Của em bên đây đã mua rồi. Bộ gì là hình như Khánh nghe nói là 20 ngàn. Bộ 20 ngàn hả chị? À, bộ gì 20 ngàn. Có con này thì cổ đi chặt mai, chặt cành mai ở nhà rồi đem ra chợ bán nè. Bên đây bông cũng đẹp đó nè. Bông nhãn thọ, bông cúc từ giá 20 cho tới 25 ngàn. Chỗ này cũng bông cũng đẹp nữa nè. Bây giờ mình đi vòng vòng vô tâm chợ chơi. Phía bên kia thì người ta bán dưa hấu. Dưa hấu này là dưa hấu ăn chứ không phải là dưa hấu chưng. Dưa hấu chưng thì trái tròn, dưa hấu ăn thì trái nó dài dài với lại nó nhỏ nhỏ dễ ăn. Phía bên kia cũng vậy, bán bông nhiều lắm. Mình qua đây mình coi bông thử nha. Khánh cũng hôm nay chưa có mua bông nhãn thọ, chưa mua bông cúc gì hết. Qua dòm cái bên đây là bông nhãn thọ nè, còn bên đây là cúc đại đó. Cúc này là cúc đại đó, cái bông nó bự. Cái này nhiêu cặp vậy anh? 160 cặp hả? Dạ. Dạ Khánh chắc lấy một cặp quá. Cái nào kìa? Cái nào đẹp? Cái cúc này nè. Này hả? Để Khánh lựa một cặp rồi Khánh để đây, để hồi trưa trưa cái nó hết đẹp. Nhiều khi trưa cái người ta mua, ta lựa thì nó hết đẹp nó không. Cái
cái này vàng sầu là... để lên xe trở về hả anh? Cột lên xe hả? Cột lên xe. 86 hả? Tâm gửi đi cho chẳng chứ. Rồi bán mở. Lựa cho em cặp đẹp đẹp. Ôi, hai cặp này nó không xứng nè. Chưa xứng nè. Ờ, hơi hơi. Lựa cho em nào à. Hả, bông này cao quá đẹp. Ừ, cao, nhờ cao á. Con hôm qua nó bán xong rồi mới tới em. Cái này nó bị dính bụi thì vậy anh? Dạ, dính bụi á. Dạ hả? Ừ, vậy nó tối là nó. À hả? Năm nay bán bông đắt hả anh? Năm nay bán bông đắt không? Xe đâu? Rồi để cho em gửi lại đây chút nữa tôi mới lấy. Rồi cột nó cho em đi. 1, 8, 6. Để tâm gửi chứ. Cột lại lại đó cho em nha. Rồi cảm ơn nha, cho em gửi hết cho em lấy. Rồi giờ mình đi vô chợ. Rồi giờ mình vô nhà làm chợ nha. Lâu lắm rồi khách mới xuống tỏ lại đây nè. Cũng ra cũng mấy tháng rồi đó. Có gì em xuống mai mua. Dì ba. Con Khánh. Dạ. Dạ. Anh tên Tân nặng kìa. Dì ba. Bánh tét, còn mua bánh tét. Mua tét hả? Không mua gì? Bánh bánh mỏ hay bánh thịt? À, thịt. Hai đồ bánh thịt à? Thịt thịt. Lấy con hai bánh thịt đi dì ba. Cái này dì ba nấu chè dì hay gì? Có nước. Dạ hả? Vừa có nó chạy xe nước nữa nè. Ồ nhà gì ba trồng trầu hả gì hả gì ba? Trồng trầu á. Hai người bán ta bà cúng. Ồ cúng trầu hả gì ba? Thì ta thường thường ta cúng có trầu như vậy đó. Vậy hả? Ừ. Rồi hai thịt có chuối không gì ba? À có, mấy đầu chuối. Hai chuối. Còn nhiêu tiền gì ba? À 140 ngàn ha, cũng như thịt ba rọi 50 ngàn nè. Dạ. Chuối là 20 ngàn đồng. Ba gọi là 50 ngàn đồng. Còn mỡ? Mỡ thì 30 ngàn. Mỡ nào? Mỡ thì 30, lấy con đồng mỡ nữa đi. À, này à... mỡ 30, thịt 50, còn à, chuối 20 hả? 20. Dạ. À, 140, 170. Dạ, rồi. Con mua để hơn hồi nữa hết. Vì ba bán bánh tét ở đây là đắt lắm. Cái này dì ba gói nhiều dữ không dì ba? À, nay dì ba gói cũng nhiều. Thôi để này là thêm cho đòn chai nữa. Dì ba thêm cho hết đòn chai nữa. Đòn chai là đậu quá dì ba. Đậu đen á. Dạ. Cảm ơn dì ba. Ừ. Vậy là dì ba nghỉ, nghỉ Tết chưa? Hả? À, nghỉ. Dì ba ngày nào cũng gói á. Gửi nè anh Tân kìa. À. À. À, dì ba cho con gửi xíu nữa. Gửi lại. Gửi xíu rồi nào dạ. Lại lấy. Dạ. Vậy là về lấy. Dạ. Dì ba không có nghỉ Tết luôn hả? Không. Dạ. Hai gói cho anh Tâm ơi, có đám dỗ. Dạ. Dạ. Rồi con cảm ơn dì ba nha. Đây anh Tân nhìn này. Ủa anh Tân bán với ai vậy? Có hơi gì? Nè đem cho cái này nè. Quay lại quay lại quay lại. Cái vụ này nè ấy nghe. Ừ. À 20 ngàn hả? Đó, không kịp luôn hả? Đó, không kịp. Điên đứng ngang góc cái này đó. Cho tôi mỗi nào cũng xí tắm cho. Dạ. Anh thấy là bữa nay á, anh Tân có bán là đậu hũ chiên nè, tương nè, rồi đậu hũ trắng. Dạ, ông bán gì vậy đó không? À, nay bán có nhiêu đó hả? Dạ hả? Sữa, nay ngưng rồi. Dạ hả? Nay không có sữa. Dạ. Nay anh Tân em nghe sữa. Là chị. Dạ, sắp hết rồi chị ơi. Hết rồi hả? Dạ. Rồi, hết rồi. Dạ. Nó láo luôn rồi. Bán đắt quá nó láo luôn hả? Giao đi hết kẹp rồi. Giờ ngay đi đâu đi giao đâu. Hả?
đúng rồi. Là mấy người mà gọi điện là người ta kêu mình ở giao. Ở xa ra thì mình giao đây đâu kịp. Ôi nay giống đại gia rồi ta. Trời ơi, đại gia hồi nào giờ mà. Nhà anh xong chưa? À, cũng mới vừa xong à. Hả? Kịp ăn Tết. Hả? Ủa gì đó là ai vậy anh Tân? Rồi bán sau kế bên nè, bán không kịp thôi, phải chạy bán phụ nè. Ôi gì? Ôi đó thôi. Nghiệp đó hả? Bà bán sau xong chưa? Xong rồi. Dạ. Cũng đại gia thôi, xôi cuốn á. Yeah. Xôi mặn, xôi ấy đó, xôi hộp đó. Anh bán từ hồi mấy giờ ra chợ, từ hồi mấy giờ tới giờ ạ? 4 giờ. Giờ này cũng gần 7 giờ rồi. Làm như mà em thấy hôm trước chợ làm như năm nay không sung bằng năm rồi nha. Thì năm nay mới cách đây nửa tháng là đâu còn điều hưu lắm. Dạ hả? À, còn nhân dây tùm lum hết trơn. Gì vậy vậy? Nghiên cứu lấy nhiều. À, bữa anh cho em một bịch đậu hũ ăn về ăn không hết luôn anh Tân. Coi dữ hả? Đâu. Coi gì vừa thôi. Dạ có luôn à. 5.000 tương đi. Dạ. 5.000 tương. À, đó 10.000. 5.000 tương. Dạ đó 10.000 hả? Có chừng luôn. Đẩy ra nha. Em đẩy ra nha. 2.000 miếng hả? Dạ 2.000 miếng. Nè cho bà cái túi đi tấm. Anh chẳng còn. Mốt có cho ít nha. Cho anh ít hả? Ừ. 2 kg tương. Tấm sẵn tí hả? Ờ con có tấm không? Dạ chưa tấm chứ. Ủa này với này có giống nhau không ạ? Em để vậy được không? Dạ được. Ủa đồ hết rồi. Dạ được. Gì? 22.000 lấy gì vậy vậy? Con lấy cho. Mấy miếng gì? Cứ ngủ 1 kg. Này nhiêu anh Tân? 10 ngàn. Em trả tiền 2 kg tương nè em. 2 kg tương. 2 kg tương. Dạ. Ê để bán cho 5 miếng đậu hũ chiên. Chị Hành ơi, đưa em 100 gram mũ 1 kg vậy? Cái gì đó? 5 miếng đậu chiên nha hai. Ờ. Cái bịch nào đựng 5 miếng đậu? Đây là tao bán, tao lấy tiền mẹ luôn. Thấy năm bịch đó đựng là nào? Dạ. Có 10 ngàn nè. Dạ. Mẹ. Bút tương chắc nó giỡn, bắt nó lớn cho tao bán, tao lấy tiền luôn á. Dạ, 2 cái tương. Khoan đừng hối rung tay, tháo tiền không được. 40. Ủa mày nè, cho 5 ngàn tương hả? Dạ. Đèn tắt hay đèn quay qua đi kia xe đạp đó, bên quay hết. Còn rớt. Cái xe đạp kia, qua bên kia. Bút tương cho tao đi. Bút tương bao nhiêu? Tí. Ký tường. Chưa có tiền, con tao hủ có tiền rồi. Đó không có chừng nhà đừng nhảy lên tiếp. Khánh bước qua nó lấy cho ngủ rồi Khánh. Em ngủ là cần tường ký. Nó vậy. Mấy cái cần tường, tôi mổ cần tường ký. Mà lấy cái này bán luôn. Trời ơi, bà còn nóng hổi nè. Nóng hổi luôn. Còn cái nước tôi đây lỏng, có gì đâu lỏng. Đâu có lẽ đây lẽ con hai. Rồi đó coi gì nay mà lại nay mà lại tiền. Cái này giống chết nhỏ không? Rồi con kêu rồi đó. Đợi ổng xíu nó không lấy về. Bốn. Có cọc có gì đó không em cọc cho. À. Sáu. Ấy lấy. Sáu. Bảy. Vì mốt đi con Tân cho. Tám. Được không? Dạ nửa ký tên. Thôi lấy 10 ngàn đi. Nửa ký thì nó 11 cái này. Bả. Vô hai cái ghế. Ghế mà sao nè Khánh? Hả? Ghế mà sao đó? Coi. Rồi lấy 10 ngàn cái gì? Được. Hồi sáng giờ bán tương nhiều nhiều hả gì? Nghe tương thơm quá, lát nữa về là phải mua rồi đó. Rồi. À. Tặng luôn khỏi mua. Đầu một cái mọc vậy. Nãy giờ vô mấy chạp vậy không? Yeah. Đứt hơi luôn. À, vậy là nghe là tới thiếu rồi vậy. Ủa sao bán không lấy luôn? Giá ăn giá gì vậy? Bỏ thử em biết chứ. Dạ. 50 hả? Vậy là người ta vô có đợt vậy hả cái gì? Ừ,
Hồi nãy là một đợt con giờ chắn que cái hồi nữa gieo vài đợt nữa. Cô bà Trúc có dặn này khó nó thấy ra là gì đủ rồi, à, đủ rồi đó. Dạ. Ồ bữa nay dốt khỏe không anh Tân? Khỏe mà thấy ấy là cái không dám không dám cho, không dám cho ra ngoài này phải không? Không dám sợ ba bệnh phải không? Rồi gì mốt gì đánh giá cái là nghe con luôn. Đó, đương khách à, khách vừa vừa ra cái sạch sẽ đỡ lận cái nữa cái ấy. Dát một xíu. Dát xíu à. Ít à. Dạ. Được rồi. Bye bye. Làm hai ly nữa. Vậy là từ ngày dịch bệnh tới giờ là gì ba? Gì Út anh Tân anh không cho dưỡng cho chợ bán nữa. Một đen một sữa. Một đen một anh Tân anh bán mịn rồi này. Bữa nào nói anh kiếm thêm người ra phụ bán nha anh. Cái này. Anh đang kiếm người phụ bán đi. Người đang phụ bán nha anh. Anh nói Khánh kiếm giùm đi chứ ai ở đây đâu 2 triệu lá cây mới chết. Có nhiều chuyện quá ta không ai chứ. Này. Có nhiều chuyện quá ta không ai chứ. Vậy hả? Nhiều chuyện quá người ta không dám ân hả? Cái miệng nó quá lắm cái miệng không? Bây giờ đi sợ đi như mai bớt lại chút xíu. Rồi là nó còn nói hơn rồi sao? Báo nữa. Mai bớt lên cả làng. Cả khổ cho cả làng luôn á. Nói cho bà thấy luôn hả nè. Hồi nãy cái dạ. Hồi nãy cái gì kia lấy hai dặn 2 kg mà chưa. Chưa lấy. Đủ rồi mấy ký này nãy mấy túi vậy? Rồi giờ chín. Đâu rồi Khánh là 2 túi rồi. 2 ký. Dạ con để hỏi con có tiền nãy con. Dạ. Rồi lấy anh ta lên đúng nữa. Đợi nữa tôi quýnh. Đợi nữa tôi quýnh hả? Rồi cho nó hai. Rồi. Con Tết vui vẻ. Có khách kìa anh Tân. Đó để ra túi em nè. Mua gì chị? Dạ 20.000 bịch thôi chị. À bạn ơi. Dạ. Dạ. Còn nhiêu bán cơm luôn. Dạ. Còn nhiêu 4.000 vậy? 4.000 thấy không? Dán cho bán túi đó đi đưa đây. Còn 5.000 bán cơm luôn. 5.000 bán cơm. Nè, tiền nè. Rồi bỏ vô. Rồi. Còn túi 1 ký nãy rồi trả 3 túi đó đi. Đây. Dạ. Bận năm sau là xuống là phải có người phụ bán nha anh Tân. Còn cái đó là cái chuyện gì hết được chứ cái chuyện đó hơi khó hứa. Chứ mấy ngày vậy mình anh sao bán? Thì cũng không lẽ gì bán xôi vậy? Gì bán xôi chắc cũng xôi rồi anh. Dụ gì bán xôi? Chứ không lẽ gì bán xôi vậy phụ bán anh hoài đâu được. Đó không gì? Ở không chứ ai bảo phụ nó hoài đâu. Hết sớm này chứ. Dạ, hả? Bữa nay xôi nhiều gì nấu mấy ký? Có 7 ký. Dạ. 7 ký xôi. Tại vì làm xôi ngọt thôi á hả? Mà thường khi là 27 bà nghỉ rồi. Thường 27 nghỉ rồi. Hôm nay chứ nó kêu bán hoài. Cơm. Cô bán kêu đi. Hả? Ăn cơm à? Ừ có hết. Kêu ăn đi. Có gì chị dòm dòm mấy chị hơn miếng nữa vậy một miếng chục 20.000 xíu thôi phần nữa đó thôi à, 5 miếng hả 5 miếng 10.000 nhất miếng nữa rồi tiền tá đây tôi ảnh kêu ăn đi đó hả rồi 20.000 mua gì anh dạ 20.000 dạ lấy 10.000 rồi bớt ra đi nãy hỏi nhiêu lấy 10.000 này thấy không dạ 10.000 cái đó đúng rồi. Dạ tương sai không có tương hộp không mà chị? Ừ. Bình thường anh có bán tương sai không? Dạ không luôn. Sai sai cái bộ sai để bữa trước có gì khó mà bán luôn cầm nó hoài luôn á. Dạ. 30.000. Có đậu hũ không? Dạ.
không có nấu sữa. Dạ nay sữa nó bị tắt sữa. Bao nhiêu ạ? 30 ngàn hả chị? Nó bị tắt sữa không bữa? Nay bị viêm tiếng sữa hả? Đủ rồi. Cầm 6. Ờ rồi về ốc giờ ở nhà mặn phụ mặn đậu hũ với anh không? Dạ. 30. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ hả vậy? Vậy là bớt. Dạ. Con nắp làm chi hả? Giờ mình đi vòng vòng chợ. Có chị bên đây chỉ bán bánh tét, bánh ú, lá xanh, bánh tiêu, bánh còng, xôi. Mình bên đây đi, bên đây đi xuống đi. Bánh mì. Bên đây là hàng rau nè. Bên đây là hàng kẹo. Hàng kẹo, kẹo heo leo, kẹo dẻo. Đủ thứ loại luôn. À, bên đây thì chị bán trái cây chị bán đắt không 2 giờ kịp luôn. Hầu như sạp nào cũng người ta cũng mua đâm có chừng. Em ơi ăn nhiều phụ chị cơm. Cái bài này là khẩu 60 ngàn là khẩu đậu á. Chị có 60 ngàn bà, chị che nắng, che mưa, che bụi rồi vậy rồi chị 60 ngàn bà. Mình có ăn bánh giải. Là bị bớt 3 hướng, bị quay thì ăn hướng nè. 60 ngàn bà. Tiền quay thì quay không biết, đây 40 ngàn bà. Đi tới rồi, ơi đông quá. Anh kiếm mua hủ qua gì cho mẹ. Tiền quay ngang đừng quay xéo luôn. Chị đây có bán khô mực nè, nên là Khánh mua thì khô cây mận khô. Thôi cả này thì chị bán là 700 ngàn ký, Khánh mua nửa ký. Chị bớt cho 20 ngàn nửa ký. Rồi rồi không có gì chị. Chị tiền chị. Cho em cái túi nữa đi chị. Đó bao nhiêu ạ? Nửa ký cái gì? Nửa ký hả? Dạ. Nhiều, nửa ký nhiều. Nửa ký... Hả? Rồi. Đông quá chừng đông luôn, chợ đông quá đông. Để Khánh kiếm mua hủ qua về cho mẹ giòn. Mua kẹo đi con.
con bán hả? Gì? Hồi nãy mẹ nói chưa mua mà. Nãy mẹ nói tao chưa mua hả? Đứng đứng đó, đứng đó. Rồi Khánh mua hủ qua để về cho mẹ dồn cá sai. Còn ký rưỡi này nhiêu cái gì? Này giờ bán 50, giờ ký rưỡi này bán cho 60 ngàn thôi. Ký rưỡi 60 ngàn. Sao ngay? Thôi để đi vòng vòng thôi coi. Hủ qua 50 ngàn ký gì không? Để Khánh đi vào cái đằng kia có chỗ nào bán rẻ hơn không? Tắt đi. Khánh đi vòng chợ ở ngoài thử coi ta có bán hủ qua không. Khánh nhớ năm ngoái mua có 30-40 ngàn ký à, sao năm nay nó hơi mắc. Đây 20 ngàn thối 80 ngàn đúng không nè chị? Hồi nãy Khánh có dặn anh Tân là mấy miếng đậu hũ trắng với lại chắc lấy nỉ nửa ký tương thôi ha, lấy nửa ký tương thôi ha bè, cái nhẹ ký về ăn ăn hả, ăn không kịp, để ăn mai mốt ăn nữa rồi mua lấy em nửa ký thôi. Ờ nửa ký thôi lấy bịch này hả? Bịch đó. Ờ có hồng tương không hả? Dạ tương có. Hôm qua có dặn 5 ký nè, 3 ký. Ủa đậu hũ sáng nãy mà anh Tân ăn để đâu ta? Tâm bay phải không? Dạ cái ký đúng rồi. Cái này của anh ta hả anh ta? Còn á. Như đây thôi nè. Này của em phải không? Rồi tính tiền cho em. Đổ gì? Nhiêu? Mã có đi không? Mã có vô không? Rồi về đi em. Chuẩn bị em về. Gọi bên cái gì? Mất. Tự nhiên mất. Bán cái gì? Tặng không gì đừng quê nên mất ăn chơi kỳ quá kỳ vậy. Ở anh em không mà kỳ tự nhiên mà kỳ. Cảm ơn Tân nha, mày mới ghé ăn ké chứ nhớ nha. Ừ chừng nào thì ai biết chừng nào tao rủ mới đi lên chứ tự nhiên lên cũng tết mà. Ừ, tết mà thì tết mà giờ ai biết có nhà hay không. Mùng 2 là em không có nhà. À mùng 2 có nhà. Ờ mà mùng 3 mùng 4 gánh. Ừ mùng 1 à con chiến không chị? Dạ. Dạ. Chục mấy chiên. Nhiêu miếng? Nãy sáng bán 2,5 giờ bán 2,000 thôi. Tiếp tôi về. Vậy chừng nào anh có gì anh nhắn tin em nha. Rồi. Em về nghe em cảm ơn Tân nha. Rồi. Em gửi lời hỏi thăm gì Út, Dượng Út với cậu Sơn luôn nha. Chúc gia đình ăn Tết vui vẻ. Rồi. Làm ăn phát đạt. Rồi. Năm tới này sẽ bán gấp 3 lần năm nay. Năm rồi. Rồi. Giờ bán 2,000 hả? Đúng xác bán biết rồi về nè. 5 miếng đi. 4 5 miếng đi.
Dạ. 2.000 miếng bây giờ thằng sáng 2.500 giờ bán 2.000 luôn xuống đó, bán lẻ tiếp về nè. Nãy giờ ngồi không bà? Dạ. Phải ra 5 miếng rồi nè. Thôi về đi, về nhà kiếm tiền đó thì 5.000. Dạ. 5 miếng 10.000. Dạ. Sổ đó hả? Mẹ vô bà con ơi, lẹ nhanh tay, còn chậm tay hết nha. Mà sáng năm bán 2.000 miếng, giờ 5 miếng 10.000. Dạ bà con 5.000 đi. Ăn gì cho mau lớn hả? Ơi. Phụ bán cho. Dạ sáng bán 2.500 giờ bán 2.000. Dạ. Bán tiếp về về nè, tiếp về ăn Tết để ăn hết Tết hết. Rồi ăn hết Tết. Tiếp mày vô bà con ơi. Con chị mua gì chị? Đi chung hả? Rồi ba miếng này nhiêu? Lấy 5 miếng là dễ tính tiền, còn không vậy là cũng 10.000 ạ. Ủa lấy 2.000 miếng hả? Dạ mà giờ cái kiểu vậy dễ tính tiền. Thôi lấy 6.000 thôi. Rồi 6.000. Rồi không ép. Có lẽ không? Có lẽ coi thôi. Rồi thôi. Khoảng thôi. Ồ hồi sáng cũng bán 2.000 à. Thì nó ra vậy nên nó bán lẻ chứ. Hồi sáng cũng bán 2.000. Tên. Mua cái gì? Nhiều miếng. Dạ hồi sáng 2.500 giờ bán 2.000 nè. Mẹ biết về nè, ăn Tết đi chứ. Lấy chục hay nhiêu? 2. Thôi lấy 5 miếng. 2. 4. 5. Ô con bánh này nửa miếng bán sao à? Nửa miếng mà bán gấp đôi giá tiền. Nó miếng đó nè. Còn con bánh sao? Đặc biệt mà, biệt hồi cái đó lên lọt lại mình cân ký. Vậy có cần bỏ vô bịch 5 miếng không? Thôi chưa, từ ai mua nhiêu mình làm nhiêu. Vậy hả? Ừ. Mình giao vậy mới dễ bán hả? Mắc cười. Sao hàng chữ miếng giờ để hai giá còn 2.000 hả? Ừ, 2.000. Cười quá. Yeah. Trời ơi. Mới phát hiện phải không? Ờ, bình thường anh có bán vậy không? Bình thường thì đâu có bán vậy. Chỉ có Tết mới bán vậy hả? Có đâu bán vậy rồi. Cảm ơn anh về. Rồi. Chúc cả nhà vui vẻ. Trời cảm ơn anh. Mua gì? Tại vô lẹ riết vậy nè. Riết ăn Tết. Dạ. Dạ, mua mấy miếng này. Trời ơi, nó mềm mà mềm miếng ngon á. Dạ, để con lựa cho mấy miếng con lựa cho. 3 miếng hả? Lấy 10.000 đi. Con lựa miếng bự lên cho nè, ăn cho mau lớn nè. Dạ. À, 3, 4, 5, cho tới lẫn không lớn rồi à. Mời tới lẫn không lớn luôn. Thôi, về nha anh ta. Rồi, rồi. Rồi, ủa cái bách em đây rồi. Ai là ai đây? Rồi ơi. Rồi, ôi con về nhanh vậy. Dạ, nó con về. Dạ, dạ. Thôi gì cũng ăn Tết cho dễ nha. Dạ. Rồi, thôi rồi. Rồi con lấy anh Tết. Tết vui vẻ nè. Dạ con cảm ơn dì ba. Dì ba cũng ăn Tết cho dễ. Dì ba thì bằng lớn, ăn thì ít. Kệ, làm nhiều là ngon rồi. Làm nhiều, dạ. Làm nhiều là được. Mai mốt mình ăn Tết sau. Ừ. Dạ. Con về dì ba. Ủa cái xe mình đâu ta? Xe con đâu rồi chứ? Xe em đâu anh? Cho cái số này anh viết cho. Chứ giờ anh để lung tung men đâu có chứ. Xe mình đâu rồi? Anh hỏi biển số, anh hỏi biển 2 biển số. Không, nè, đây là cái này nè. Cái xe gút xanh á. Kế. Nó
mua chưa, mua hôm qua cho mẹ nó. Rồi nhiêu tiền hả anh? 7 ngàn. Ờ, 7 ngàn. Ừ. 5 ngàn, 5 ngàn được không? Ờ, cảm ơn anh luôn. Trời ơi. Từ từ chị. Rồi giờ hai chị em chuẩn bị về. Anh đắn bông, anh cột bông lên xe giùm Khánh. Rồi em lên anh, em ngồi anh mới cột hả? Hỏi Vịnh. Hỏi Vịnh hả? Ồ, để vậy luôn hả?